Rồi, hello xin chào anh em nha. Hôm nay thì bên mình sẽ review giới thiệu cho anh em một con xe Aspire hạt lay 170cc, dòng xe hai máy nha, hai máy hai bộ. Đó, xe rất là đẹp, mới. Cái Aspire anh em nhìn xe rất là liền lạc và sạch sẽ nha. Xe này thì anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, không cần làm cái gì. 170 dòng xe hai máy ven nha. Thì anh em vẫn sử dụng bằng lái mà bình thường, anh em mình không cần đổi bằng lái nha anh em. Đó, và bên mình có bán phụ tùng xe luôn, anh em nào mua phụ tùng thì bên mình sẽ ship phụ tùng về tặng lại cho anh em luôn. Đây, con xe này là hai máy hai bô, hai máy hai bô, xe nội làm mẫu rất là đẹp nha anh em, nhớ xem hết video của em. Đó, anh em nào cần mua phụ tùng thì cứ việc liên lạc cho mình. Địa chỉ bên mình là 202 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, xe đi qua đi lại ở tấp nập anh em, đường này anh em để ý ha, địa chỉ ngay mặt tiền đường Phan Anh luôn, nên anh em yên tâm về vấn đề đó, anh em tìm rất là nhanh. Số điện thoại bên mình thì có Zalo đầy đủ hết. Xe máy về rất là ok nha. Máy móc anh em chỉ cần kích nhẹ là nổ, kích nhẹ là nổ, vô ga là giọt, chạy rất là mạnh. Rất là mạnh luôn anh em. Nên anh em xem video thì anh em nhớ ủng hộ bên mình. Anh em cần mua những dòng xe này thì anh em liên lạc cho mình ngay. Số điện thoại là 0369 669 599 bên mình sẽ gửi tiếp các bạn Zalo, gửi hình ảnh thông tin đầy đủ cho anh em. Anh em cảm thấy ok thì anh em chốt xe bên mình ship tận nơi cho anh em mình luôn. Đây, xe này. Rồi, hello anh em nha. Hôm nay thì bên mình sẽ review giới thiệu cho anh em một con xe Aspire hạt lay 170 cho anh em. Xe khá là đẹp luôn nha. Gắn hai túi da thùng đồ cản nhựa luôn. Nha, túi da cản nhựa rồi và đèn cản chống đổ rồi. Rất là đẹp nha anh em. Xe này quá mới luôn anh em, quá đẹp luôn, máy cực kỳ dữ. Nói chung anh em tìm chiếc thứ hai không bao giờ ra. Em khẳng định với anh em luôn. Anh em tìm một chiếc như vậy nữa khó tìm lắm anh em. Đây, xe đùi đèn nè. Anh em nhìn ha, khá là đẹp luôn anh em. Rất là đẹp nha, đèn đuốc đầy đủ hết. Máy móc bình đề càng đèn xi nhan đầy đủ anh em. Tắt tần tật là xe quá dữ. Đó, anh em mà để ý nha. Dòng này là hai máy hai bô, bô bóng lưỡng luôn anh em. Bô rất là bóng và sáng anh em. Đó, hai máy hai bô. Bô này nổi tiếng cực kỳ hay. Bô mà có đít phía sau có cái nòng nè, nổi tiếng rất là hay anh em. Túi da thì túi da cả đại bàng luôn. Đó, anh em nhìn xem nha. Xe này là cam kết với anh em là ring nha, xe ring 100%, máy cực kỳ nhà nổ, bấm là nổ nha. Anh em để lâu bao nhiêu ngày anh em đề ra vẫn nổ hết. Con này là Aspire hạt lay 170 nha anh em. Đây, lốc máy nè, đây Aspire hạt lay 170 nha. Nó rất là ok anh em, nhìn cái máy nè, cực kỳ đỉnh luôn. Máy ve nha, máy ve, bình xăng con là nguyên ring mới, còn rất là mới nha anh em. Đó, anh em mua mấy con này anh em về sử dụng anh em chạy khá là ngầu luôn anh em, rất là ngầu. Đó, mà khá là đẹp luôn. Mẫu này giờ rất là hiếm anh em, mẫu này thì anh thấy thị trường giờ bán rất là nhiều những dòng này. Nhưng mà anh em phải tìm một con mà nó ring mà nó đẹp như thế này rất là khó nha, rất là khó tìm. Đó, chứ giờ em thấy thị trường bán rất là nhiều xe nhưng mà bán toàn là xe trôi nổi không à, xe máy này máy kia không à, xe kêu này kêu kia về chạy không được cái gì hết trơn á, không ra gì hết trơn. Còn đây bên em bán là bán xe đẹp. Đó, bán là bán xe đẹp anh em. Đó, xe nè, đồng hồ nè, anh em chạy lên hoạt động bình thường hết. Nước sơn này, màu vàng nữa cũng rất là hiếm, màu vàng cũng rất là hiếm anh em. Nhìn đồ đạc rất là đẹp anh em nha, để ý mình nha, anh em mình để ý giùm nha. Đây, xi nhan này vẫn còn ring nằm trên tay lái luôn anh em. Đây, đèn đuốc nè, đồ rất là đẹp. Đấy, những con xe như vậy thì anh em mình, bà con mình mua về là chỉ việc sử dụng thôi nha. Không cần làm thêm cái gì nha anh em, cảnh giống đổ nè, đèn đuốc rồi nhìn nó hơi ngầu lắm anh em. Vỏ vẫn còn riêng theo xe luôn, vỏ vẫn còn riêng theo xe. Đó, xíu nữa em sẽ nổ máy cho anh em nghe con xe này, cho anh em nghe cho nó đã nha. Này, anh em nhìn ha, dòng xe 170 cc là mẫu này thì 170 này thì anh em vẫn sử dụng bằng lái là một bình thường, anh em mình không cần đổi bằng lái nha, không cần đổi bằng lái nha anh em. Đây, cúa xăng bơm xăng rồi là vẫn hoạt động bình thường hết nha anh em, thấy vậy á, chứ cúa xăng bơm xăng mà nó không hoạt động thì anh em chạy không được đâu nha. Đó, phải vấn đề đó quan trọng anh em. Bên mình mua về bên mình kiểm tra rất là kỹ, đi đường điện nè, IC rồi mình làm rất là gọn gàng rồi anh em. Đó, những cái dòng xe mô tô ha, cái đường điện nó rất là quan trọng anh em, nhiều anh em không biết đâu chứ cái đường điện nó rất là quan trọng. Đó, anh em mình để ý nha. Dòng xe máy ve xe ha, túi da thì bên mình có gắn túi da mới luôn nha, túi da mới luôn, có tay sắt này để cho anh em dắt này, rất là ok nha. Đó, có tay sắt này xi nhan nè, rất là cứng cáp không gãy nè, cản dựa luôn. Đó, đèn bảng số rồi luôn nè, anh em thấy không, khá là đẹp nha, rất là đẹp nha anh em, nhìn rất là ngầu nha anh em. Đây, con này mà anh em mua về anh em đi chơi cà phê cà pháo, anh em đi chơi cực nghi ngầu luôn. Biển số cũng đẹp nữa, biển số thành phố 47647 luôn anh em. Vỏ trước vỏ sau vỏ không rụt, da cá là đẹp và mới. Đây, chắc xe là chắc xe Vin. Đó, anh em mình để ý ha, chứ không có giống như những xe mà độ chế hoặc làm này làm kia nha.
đó anh em mình để ý giùm em, đây máy móc anh em nè, anh em chỉ cần bấm nhẹ phát là nổ đồng hồ này đó, anh em ha, bấm nhẹ là nổ nha, đó anh em nghe nổ máy không, chỉ cần bấm nhẹ phát là nổ máy rồi đó, nghe tiếng bô nè cực kỳ hay luôn, đèn đút còn đầy đủ hết cho anh em đó, anh em mà để ý ha, đèn đút bằng số nè, đèn đầu đầy đủ hết, anh em mình để ý ha, xi nhanh nè đầy đủ hết đó, xi nhanh nè thấy chưa, xi nhanh của thằng Lay luôn anh em đó, xi nhanh này bao anh em chắc chắn là không bao giờ gãy nha, không bao giờ gãy luôn nha, xi nhanh đây nằm mới giá 1 tiền bạc 2 cái lần đó anh em, chứ không phải rẻ đâu nha, đó anh em mà để ý ha, xi nhanh này rất là mát tiền đó anh em, đấy anh em ha, cực kỳ ok, tiếng máy nổ hay, ô nổ rất là ảnh giòn đó anh em, đèn bằng số này đèn đuôi nè anh em ha, cực kỳ ok đó, đó anh em ha, rất là ok nghe anh em, đấy anh em ha, đèn đúng này đầy đủ hết, có chức năng trên xe là vẫn hoạt động bình thường này, đèn lớn luôn, đèn lớn luôn anh em, đèn trước đèn lớn luôn, rất là sáng nha, đèn lớn luôn rất là sáng anh em, anh em nhìn nè rất là sáng luôn đó, tuyệt vời ha, anh em nghe tiếng máy không, em chỉ cho anh em cách để anh em nghe tiếng máy xe, anh em nghe hai máy mà nó nổ nghe cái tiếng không, rất là đều nha, rất là đều nha anh em mình để ý nè, anh em nghe không lên rất là giòn và rất là lực mạnh nha, cái tiếng nó dứt khuất, dứt khuất nha anh em nghe cái tiếng nó dứt khuất nè, cái này, đó anh em nha, muốn lên cái nó súng liền, đó anh em mà để ý ha, em chỉ cho anh em cách để anh em nghe xe, anh em lên gà nó lên cái nó súng liền, rất là ok, đó xe nè, máy nè rất là đẹp anh em, không có chạy nhớt, không có rỉ nhớt, không có làm gì hết trơn, còn nguyên hết, nói chung con xe này thì anh em mình mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, tháng rất là chuẩn luôn. Mua về chỉ việc sử dụng thôi, không cần làm cho mấy kỳ một cái gì, bất kỳ một cái gì trên xe luôn, xe nó quá là hoàn hảo và hoàn chỉnh, nhớt thì anh em nhìn cho này nè để thay nhớt này, bên mình thì đã thay nhớt hoàn toàn hết rồi, nhớt của nó thì anh em thay 1.4 lít nè, đó chứ không phải là phân khối 1.400 đâu nha, đó nè, nhớt này nó nhớt có để luôn cho anh em mình thay thế đó, để anh em biết cách thay thế xe này, thì anh em mua về thì việc sử dụng thôi, không cần làm thêm cái gì, biên yên này rất là đẹp anh em, yên rất là đẹp luôn. Đó bên mình có gắn thêm một cái cản dừa cho anh em nữa. Đó anh em để ý ha. Đèn hai túi da hai bên luôn, rất là đẹp. Đó anh em nào mua thì liên lạc cho mình nha. Con này hiện tại bên mình đang bán ra với giá chỉ có 65 triệu thôi. 65 triệu một con xe đẹp như vậy anh em, hoàn hảo như vậy. Giờ anh em ra ngoài anh em mua bao nhiêu, những cửa hàng khác bán giá rất là cao, 7 mấy 8 mấy triệu nhưng mà xe không có chất lượng. Nhiều lúc anh em mua về anh em còn phải đi sửa đi này đi kia nữa, đi chết máy lên chết máy xuống. Nhưng mà riêng con xe bên em thì công kết bên em là xe chất lượng, anh em mua về anh em chỉ biết sử dụng thôi, không cần làm thêm bất kỳ một cái gì. Đó bên mình bán xe là rất là uy tín nha anh em, rất là uy tín nha anh em, anh em mình để ý cái đó ha. Tại sao bên mình mua về một con xe nào là bán liền con xe đó, mua về là bán, mua về là bán, có vừa đăng lên trong vòng 5-10 phút là có khách chốt, có khách chốt ha, chốt liên tục mua hết nha, tắm nhà xe luôn anh em, còn nhớ anh Master 3 này tắm hết nhà xe luôn anh em ha. Bên mình mua bán rất là nhanh, tại sao khách lại mua xe bên mình nhiều mà nhanh đến như vậy, thì bên mình bán xe anh em hiểu rồi, bên mình bán xe uy tín, xe chất lượng, nó xe riêng đẹp mới, máy móc êm, bình đề càng đàn đầy đủ, chứ không có bán những dòng xe mà trôi nổi máy này, máy hư lên hư xuống độ chế đồ này kia, bên mình tuyệt đối không chơi nha. Đó anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc cho mình, số điện thoại là 0369 669 659, nếu như anh em ở xa quá thì anh em cứ kết bạn Zalo, bên mình sẽ gửi hình ảnh thông tin xe đầy đủ cho anh em xem, anh em cũng thấy ok, muốn anh em thích chốt xe thì bên mình sẽ ship về tận nơi cho anh em mình luôn. Đó ship về tận nơi cho anh em mình luôn. Đó anh em mà để ý nha, mua bán là rất là uy tín anh em, bên mình mua bán rất là uy tín anh em. Đó bên mình ba ship tận nơi luôn, mà anh em không phải chịu phí ship cái gì hết, bên mình chịu hoàn toàn hết cho anh em. Đó, xe thì cam kết với anh em nè, mua về chỉ việc đi thôi, đề là nổ, không bao giờ đề cái thứ hai, chắc chắn với anh em, mà chẳng bấm vào là nổ, anh em phải hiểu cái vấn đề bấm một lần nổ thì cái máy nó chất lượng như thế nào. Đây anh em mình để ý nha, thử lại cho anh em một cái nữa này. Nè bật khóa lên nè, nè đèn báo nè, đồng hồ lên nè, nhích nè, nè nhìn nè, nổ máy rồi đó anh em, nghe nổ máy không, em không cần vô ga vô gì hết, cần nghe nổ máy không đó, bởi vậy con xe nó mới chất lượng anh em đó, chứ không phải là con xe mà đề phải kéo e kéo đề ấy nhảy rồi vô ga rồi mằng này mằng kia mới nổ. Bỏ những con xe nó là không nên mua, bỏ, phải mua những con xe như vậy, kích vô là nổ đó anh em thấy con xe không, hoàn hảo hoàn chỉnh rất là đẹp đây đó. Mua bán thì những con xe như vậy anh em, mình mua mình đi thì những con xe như vậy nó mới chất lượng được, mới mua đi được.
tại sao bên cửa hàng Tuấn Mô Tô bán nhanh thì anh em hiểu rồi. Bên mình bán xe rất là uy tín, mua bán rất là đường quần, uy tín, nhiều năm kinh nghiệm. Những con xe mua về thì bên mình phải đi lại đường dây điện nè, không phải nếu như con xe riêng thì bên mình sẽ băng bó là kỹ càng nè, lấy dây rút từng chi tiết nè, đó canh chỉnh rất là kỹ nè, thay nhớt nè, canh côn nè, thắng nè, tháng trước tháng sau nè, thay nhớt nè, chỉnh xăng chỉnh đồ hoàn hảo rồi mới rô bán cho anh em, chứ không phải những cửa hàng khác nha. Mua về là bán, mua về là cứ đăng lên bán, ai mua được bán nha, rồi khách mua về là đi không được, nó sửa lên sửa xuống nha. Còn riêng bên mình làm rất là hoàn hảo hoàn chỉnh anh em. Anh em mua về anh em yên tâm, anh em chỉ việc sử dụng thôi, không cần làm anh em bất kỳ một cái gì hết. Đây, đó anh em mình để ý ha. Con này giá 65 triệu anh em, 65 triệu. Đó. Quá hợp lý luôn anh em, quá rẻ luôn anh em, nói thiệt anh em quá rẻ thôi. Đi tìm 65 triệu mà xe 170 mà máy V như vậy, xe đẹp như vậy, nói thiệt anh em không bao giờ có đâu. Anh em nhìn nè, nó đĩa nè. Thấy không? Kỳ mới không? À, xe nè, rõ riêng theo xe nè, đã phân nè. Thắng địa trước địa sau nè, máy V nè, anh em thấy không? Máy cực kỳ ok nè. Đó, anh em thấy không? Xe đẹp nè, túi da, túi đồ bình thường. Cảnh dựa rồi chi đầy đủ hết anh em. Đó, anh em nào mua thì liên lạc cho mình nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em video sau. Mỗi anh em xem video thì nhớ bấm đăng ký kênh giùm em nha, để ủng hộ xe bên em. Và những con xe nào về thì bên mình cũng tranh thủ quay video giới thiệu cho anh em hết. Nên anh em chịu khó bấm chịu đăng ký kênh để theo dõi nhiều video bên cửa hàng Tuấn Mô Tô. Rồi, em cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em mà cần mua phụ tùng xe thì liên lạc cho bên mình. Bên mình bán phụ tùng xe là có ship phụ tùng đi tất cả các nơi luôn, các tỉnh cho anh em mình luôn. Đây là bên mình ship phụ tùng cho khách này. Một cái dây ga không thôi bên mình cũng ship cho anh em. Một cái bóng đèn không thôi bên mình cũng gửi cho anh em. Anh em yên tâm. Anh em mua bất kỳ một cái gì nhỏ hay lớn, bên em đều gửi, đều ship hết cho anh em. Anh em mua một cái bóng đèn trước thì bên mình cũng gửi cho anh em. Cho dù anh em ở Hà Nội, ở các tỉnh miền Tây, anh em chỉ cần mua một cái bóng đèn thôi, bên mình cũng gửi, sẵn sàng gửi về tận nơi cho anh em. Anh em mua một cái dây ga đi chăng nữa thì bên mình cũng gửi về tận nơi cho anh em. Đây là khách này, mua một cái dây ga với một cái bóng đèn này, chuẩn bị bên mình đem ra gửi về cho khách. Đó, anh em thấy không? Rất là ok anh em, bên mình có bán phụ tùng đầy đủ hết cho anh em, không có lo gì hết trơn. Hồi đó giờ anh em xem video, hồi đó giờ em chưa lừa ai 1.000 nào hết trơn. Nhiều lúc á, em bán phụ tùng mà nhiều lúc em lỗ có tiền ship luôn cho anh em, nhưng mà em vẫn gửi cho anh em, vẫn gửi cho khách. Đó, và nhiều lúc em mua cái vật đó 50.000, nhưng mà em nhận qua khách chỉ có 50.000 thôi, cuối cùng em lỗ tiền ship luôn anh em. Nhiều lúc là em bán phụ tùng em lỗ tiền ship cho khách luôn á, chứ không phải. Mà nhiều người cứ sợ này kia nữa, 100-200 ngàn cũng sợ là em lừa đồ này kia. Nó thiệt với anh em á, em bán xe hồi xưa giờ tiền triệu tiền trăm chứ không có lừa đi có ba cái tiền lẻ tẻ này làm gì đâu anh em. Đó nên anh em nào mà có thiện chí mua đồ thì cứ mua bên em đi, em bán đúng xe cho đúng phụ tùng cho anh em, giá hợp lý cho anh em yên tâm. Nhiều lúc em còn lỗ tiền ship nữa đó, anh em mình để nha. Và đây phụ bán thì bên mình khi mà anh em mua đồ bên mình đúng không, bên mình gửi thì bên mình sẽ chụp một cái phiếu này. Bên mình gửi cho anh em một cái phiếu này, vặn đơn này, đó địa chỉ bên mình nè, đó 262 đường Thân Anh, người Tân Hiệp, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nè. Cái này là đơn hàng này thì mình ship về Kiên Giang nè. Đó anh em thấy không, khi mà anh em mua hàng bên mình, khi bên mình gửi gửi hàng xong thì bên mình sẽ chụp cái biên lai và gửi về cho anh em. Không những gửi ha, gửi ấy mà còn gửi xe nè anh em, gửi tàu lửa bên mình cũng chụp gửi hình đầy đủ cho anh em. Đó anh em yên tâm. Đó chứ nhiều người mua đồ phụ tùng mà có 100.000 mà cũng sợ em lừa đồ này kia, nó thì của anh em yên tâm về vấn đề đó đi. Nhiều lúc anh em cần tiền là em chuyển em cho chứ không có lừa đâu. Em nói thiệt với anh em, bán xe hả? Xưa giờ em bán tiền trăm tiền triệu chứ không có bán, chứ không có lừa bao cái này đâu. Nên anh em yên tâm, mua bán bên mình bên em. Khi mà ship xe thì đích thân em đi ship xe xuống cho anh em luôn anh em. Đích thân em chở xe xuống cho anh em luôn. Nên anh em yên tâm về vấn đề đó nha. Đấy, địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại bên em là có Zalo đầy đủ luôn, 0369669659. Anh em yên tâm. Địa chỉ hộ khẩu em thành phố Hồ Chí Minh luôn, anh em không có lo vấn đề nè. Đây 65 triệu bao ship toàn quốc, xe đẹp lan can, máy móc khỏi phải bàn, đầy đủ có chức năng, xe không độ không chế bất kỳ một cái gì, xe chỉ có gắn thêm thôi, gắn thêm mình một cái cản dựa nè, ba là túi da nè, rồi còn xe là nguyên riêng hết cho anh em, rất là đẹp. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha, cảm ơn anh em thành đặc, cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem video và đã ủng hộ xe bên cửa hàng Tuấn Mô Tô nha. Đó, rất là nhiều anh em cũng mua xe bên cửa hàng mình, rất là thiện chí anh em, vui vẻ. Bên mình ship xe về tận nơi, cho dù xa cỡ nào bên mình cũng ship tận nơi cho anh em mình luôn. Rồi, cảm ơn anh em.